Sáng ngày 18 tháng 9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm xảy ra tại xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Trước đó, ngày 16 tháng 9, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Công an xã Sơn Lâm phát hiện tại phòng kho cạnh nhà tắm của gia đình ông Nguyễn Văn Trung, 42 tuổi, chú xã Sơn Lâm, một con hổ nặng 160 kg. Công an còn phát hiện 34 kg xương động vật trong tủ đông. Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an Hà Tĩnh đã thu giữ tang vật trên để trưng cầu giám định, phục vụ công tác điều tra. Bước đầu tại cơ quan điều tra, ông Trung khai nhận khoảng tháng 12/2020, Trung tình cờ gặp một người đàn ông tên Việt không rõ địa chỉ cụ thể, làm nghề lái xe container chạy tuyến Việt Nam Lào tại một quán ăn xã Sơn Lễ, huyện miền núi Hương Sơn. Sau khi ăn uống xong, Trung đã mời Việt về nhà chơi. Việt nói với Trung là nhà Trung kín đáo nên cho Việt gửi nhờ một tủ đông lạnh có đựng một số động vật để nấu cao. Nếu sau này bán được động vật thì xã trả tiền công cho Trung, nhưng Việt không nói cụ thể bao nhiêu. Khoảng 10 ngày sau thì Việt chở tủ lạnh đến để gửi tại nhà Trung. Sau đó, Trung mở tủ ra thì biết bên trong có hổ và xương động vật nên Trung không đồng ý. Việt bảo Trung cứ yên tâm và đưa cho Trung số tiền 5 triệu đồng để thanh toán tiền điện. Trung đồng ý và cầm tiền. Vào khoảng tháng 2/2021 và tháng 4/2021, Việt đã đưa cho Trung thêm 4 triệu đồng để trả công. Khi Việt chưa đến lấy số động vật và xương động vật trên thì công an phát hiện. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.